Lìa danh ngôn lý, thí luận nghĩ bàn, vượt thời gian vượt không gian, thiết thực hiện tại hoắc nhiên tòa tường, pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ, lìa si mê xả bỏ vọng trần, trí nhân chân nhân chứng nghiệm pháp thân diệu thường. Supanno Phagavato sa Vakkasangho Ujjupati panno Phagavato sa Vakkasangho Nhayapati panno Phagavato sa Vakkasangho Sammi Chipati panno Phagavato sa Vakkasangho Yadidang Chattariputta Yuga Ni Antha Purisa Pungala E Sapagavato sa Vakkasangho Ahunayo Anjali Karani Yo Anuttarang Puanyang Khet Tăng Lô Ca Sa Ti. Bậc diệu hành thanh văn đệ tử chánh chơn pháp lữ tăng già bậc môn cõi ta bà thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niệm thánh đức phước điền dày sâu Vạn đa chê thi văn xăm bán xăm bạch tha nê su bà tịch thi tăng xa ri Thì rì ca bố thân bố ha rũ băng xa cá lăng quanh đa mì chi dân Xăm băng xăm bạch tha nê su bạch tịch thi tà rì rì ca tha tù ma ha bố lăng xa đa Bạn đa chê tí văn sắp bán sắm bạch tha nê su bà tích thì tăng xa ri ri ca tha tu ma ha bố thân bố tha ru băng xa ca lăng xa đa hoành đa mi chê tí văn sắp bán sắm bạch tha nê su bà tích thì tăng Sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bùa tha rũ băng sa ca lăng sa đa con xin cung kính nhất tâm đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà bồ đề bảo tháp gần xa đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. Cha ra tham mom hi cha rằng anati to ya thi tham mom hi ya thân anati to ma ra na tham mom hi ma ra năng anati to sam be hi me bi ye hi ma na pe hi na na pha wo vi na pha wo kamma sa kam hi kamma da ya do Kamma yoni kamma bandhu kamma patisarano yang kammang karissami kamya nang qua ba ba căn qua ta sa đa gia đô pha quý sa mi ê quang âm hê hi a phinh hằng bát cha quán khi tâm băng Bồ chê mi bồ thăng cụ su mê na nê na bồn nhê na mê tê na cha hô tu mâm khăng bồn phăng mi la gia tỳ gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha văn Bồ chê mi thăm măng cụ su mê na nê na bồn nhê na mê tê na cha hô tu mâm khăng Bụng phăng mi la gia tỳ gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha văn Ủ chế mi sanh khăn cụ su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mâm khăn Bụng phăng mi la gia tỳ gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na pha văn
Sambe santa avetra hoan tu sukhita hoan tu nindunkha hoan tu amya bancha hoan tu anicca hoan tu dikha yukha hoan tu aroga hoan tu sambandhi hi samin chan tu sukhi anta nang bariharan tu dunkham banta cha nin đúng kha và dâm ban ta niệm phá gia so cam ban ta cha ni so ca hon tu sam bê bị bà ni nô nguyện cầu tám hướng mười phương chúng sanh ba cõi sáu đường an vui dứt trừ oan trái nhiều đời bao nhiêu thống khổ luân hồi tiêu tan rời xa nhiều hại nguy nan bỏ lòng hẹp lượng mưu toan lời cầu chúng sanh ít bệnh sống lâu thành tựu đầy đủ phước sâu đức dày nguyện cho an lạc từ nay dứt trừ khổ não đắng cay oán hờn dứt trừ kinh sợ tiếc thương bao nhiêu tai nạn ưu phiền từ ly ngưỡng cầu tam bảo chứng tri sống đời thanh hạnh từ bi vẹn toàn. U ca sa ma văn phận tê quy sùng rắc kha nan tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích đô ti dầm pi ma văn phận tê quy sùng rắc kha nan tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì ta ti dầm pi ma văn phạn tê quy sùng rắn kha năng tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam sa con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa đó Ngài là bậc Á Ra Hằng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính. Là Phá Ga Hoa đó, Ngài là bậc Á Ra Hằng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính. Làm lễ Đức Phá Ga Hoa đó, Ngài là bậc Á Ra Hằng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bút thần sa ra nằng gách trà mít thầm mằng sa ra nằng gách trà mít sằng khằng sa ra nằng gách trà mít. Đô tí dầm pi bút thần sa ra nằng gách trà mít đô tí dầm pi thầm mằng sa ra nằng gách trà mít đô tí dầm pi sằng khằng sa ra nằng gách trà mít. Ta ti dầm pi bút thần sa ra nằng gách trà mi ta ti dầm pi thầm mằng sa ra nằng gách trà mi ta ti dầm pi sằng khằng sa ra nằng gách trà mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba
Panati Pata Veramani Sikha Badang. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchācāra Veramani Sikha Badang. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musāvādā Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surāmēraya Matchapamadatthana Veramani Sikha Badang. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Uttamang ghe na vấn đề hằng ba đà băng sung qua rùa ta măng bùa thế vô kali lý tô đô sô bùa thô khả ma tú tăng mà măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên cuối sinh quay Phật vô biên cho con sám tội tiền khiên từ rài. Uẩn ghê na văn đê hăng thầm manh cha đu vi thắng qua răng thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô khả ma tu tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh cuối sinh pháp học phát hành cho con sám tội tâm thành từ đây. Ua ta măng ghê na văn đê hăng Sang khanh cha đu vi thô ta măng sang khê vô kha lý tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng cuối sinh chư thánh phàm tăng cho con sám tội ăn năn từ rài. Giảng kinh chỉ cú sa la cam măng cắt tâm băng kỳ ri văn ma ma ca dê na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng dê sanh ta sanh nhị nô anh thị dê cha sanh ta sanh nhị nô ca tăng pua nhà pha lăng mây hăng xăm bê phá ghi phá quán tu tê Dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng puôn nhập pha lăng mà dạ dê cha tánh tha na cha năng thì đề qua gánh toa ni quế đa dung sấm bê lô câm hi dê sánh ta chi văn ta ha ra hế tu ca mà nuôn nhang phố cha năng sấm bê là phan tu ma ma chê Tà sa ti Karani yaman ta ku sa lê na yam tăng san tăng bạch đăng a phi sa manh cha sang cô chu cha su chu cha su wa chu cha sa mu du anati ma ni sang tu sắc cô cha su pha rô cha âm ba kính chô cha san la hu ca vô tỳ san tinh truy vô cha ni pa cô cha âm ba gấm phô cụ lê su anh na nu kính thô na cha khu răng ma kinh dê na vinh nhu pa rê u pa wa đề dung su khi nô hòa khế mi nô hoan tu sam bê sẵn ta pha quán tu su khi tánh ta dê kê chi ba na phu tạnh thi ta sa hòa tha hòa ra hòa na hòa xê xa đi khá hòa dê ma hành tà hòa mạnh chi ma ra sa ca anu ca thu la
đinh tha hoa dê hoa đinh tha dê cha đu trê quá sanh tía quỳ đu rê phu ta hoa sâm pha quê si hoa sâm bê sanh ta pha quánh tụ su khi tánh ta na ba rô ba răng ni cùng bê thành na tị mạnh nhê tha cánh tha chi năng kinh chi bia rô sanh na pa ti kha sanh nha năng nhà mạnh nhá sa đúng khả minh chê và ma ta và tha ni văn búa tăng ai du sa e ca búa ta ma nu răng khê e quam bi sam ba phu tê su ma na sam pha wa ye a pa ri ma năng tăng cha sam ba lô ca minh ma na sang pha wa ye a pa ri ma năng Ua thăng a thô cha ti vị danh cha sam ba thăng a quê răng a sa bánh tăng tinh thanh cha răng ni xin nô hoa sa gia nô hoa gia hoa ta sa quy gà ta minh thô ê tăng sa tinh a thính thê và brahma mê tăng quy hà răng y tha ma hữu đính thinh cha nụ ba gam ma xí la hoa đa sa nê nê na sam pan nô ca nê su vi nê và ghế thăng na hi cha tu gam pha xê văn bu na rê tỳ tỳ ba hum sa ha sa ma phi niêm mi ta sa gu thanh tăng ri mê kha lăng u di ta cô đa sa se na ma răng đa na di tham ma quy thị na chỉ ta qua mô nịnh đô tánh tê cha sa pha qua tu tê cha gia măng gà la ni ma ra ti rê ca ma phi vua chỉ ta sắm ba rắn tinh gô râm ba na la qua ca măng ca ma thánh tha yánh khăn khăn ti su đanh ta quy thi na chỉ ta qua bồ nình đô tánh tê cha sa pha qua tu tê cha gia măng gà la ni na la ghi rình ga cha wa răng a ti mạnh tha phu tăng đà quang ghi chăng ca ma sa ni wa su đà ru nành tăng mẹ tâm bù xê ca quy thị na chỉ ta qua mù ninh đô tăng tê cha sa pha qua tu tê cha gia măng gà la ni ung khinh ta khăn ga ma ti hành tha su đà ru nan tăng tha quanh ti vô cha na ba thân gu li ma la quanh tăng minh thi khi sanh kha ta ma nô chỉ ta qua mù ninh đô tăng tê chất xa và quá tụ tê cha gia măng gà la ni cánh tòa na cánh tha mu đà răng nghi qua gắm phi ni cha chình cha và đúng tha qua cha năng cha na ca và mánh chê tăng tê na số ma quy thi na chỉ ta qua mu nình đô tăng tê chất xa và quá tụ tê cha gia măng gà la ni sanh chẳng quy hà ya ma ti sanh cha ca wa đà kế tung quá đa phi rô bị ta ma năng a ti anh tha phu tăng bánh nha bà đi bà cha li tô chỉ ta quá mù ninh đô tạnh tê cha sa pha quá tụ tê cha gia măng gà la ni nạn đô ba nạn đà phu cha găng quỷ bú thăng mà hình thân búa tê na thê ra phu cha ghê na đa ma bà danh tô ấn thu bà đê xã quy thi na chỉ ta qua mù ninh đô tăng tê cha sa pha qua tụ tê cha gia măng gà la ni đúng gà ha đinh thi phu cha ghê na su đánh tha hắn tăng Brahmang vi su thị chu tỳ minh thị ba ca phi tha năng nha na ga đê na quy thị na chỉ ta qua mù nịnh đô tăng tê cha sa pha qua tụ tê cha gia măng ga la ni ê ta bi búa tha cha gia măng ga la anh tha ga tha vô qua cha nô đi na đê sa ra tê tăng đi toa nà nê quy tha ni chu mắn đa hòa ni móng khăn su khăn à thì ga mê và na rô xà bành nhô
Itipiso phagavadana paramisampanno Itipiso phagavadana paramisampanno Itipiso dana paramantha paramisampanno Itipiso phagavasila paramisampanno Itipiso phagavā sila Nang kamma parami sampanno itipiso phagava nang kamma upa parami sampanno itipiso phagava nang kamma paramantha parami sampanno itipiso phagava banya parami sampanno itipiso phagava Upaparami sampanno itipiso phagava Banya paramantha parami sampanno itipiso phagava Viviya parami sampanno itipiso phagava Viviya paramantha parami sampanno itipiso phagava Khanti parami sampanno itipiso phagava Khanti upaparami sampanno itipiso phagava Khanti paramantha parami sampanno itipiso phagava Sancha parampanno itipiso phagava Sancha upaparami sampanno Atinthana parami sampanno ito phagava Atinthana upaparami phagava Upaparami sampanno itipiso phagava Manta paramantha paramisampanno itipiso phagava Ubhankha paramisampanno itipiso phagava Ubhankha upaparami sampanno itipiso phagava Ubhankha paramantha paramisampanno itipiso phagava dasaparami sampanno itipiso phagava dasaupaparami sampanno itipiso phagava dasaparamantha paramisampanno Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, nguyên như con xin kính đảnh lễ Ngài Khả Thúy Đức. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin dâng mic lại cho Ngài để Ngài điều khiển chương trình học ngày hôm nay. Bạch Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Trước tiên kính lễ Thầy Tôn, Thầy Đức Tăng, trong những đức nam mà chúng con được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chị Quy Như, chị Thi An Lạc, chị Nhật Quỳnh, chị Công Nhật, chị Quang Mộng, chị Mê Ta, chị Trang Thư và chị Duyên. Xin lỗi, hôm chó sủa nhiều quá.
ăn uống cũng không được. Rồi, về trễ. Xin quên cái điện thoại. Hơi để đợi người, quý vị thông cảm. Hôm nay chúng ta sinh hoạt câu Phật ngôn 250. Và trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanataya Sawandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sabbagaru Vichetta Kolo Gatsasatha Chana Dhammako Vido Vandamahantang Narapu Chana. Như Lai giấc ngộ Pháp màu, Ngài hiện bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thực giáo chủ, trí năng vô lượng, từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương phát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bồ Đề Bồ Tát Sa Sa Tu Nô Lô Ca Nam Mạnh Thá Sa Huy Na Ca Rô Cổ Sa Bành Nhu Bút Thóc Bát Tí Phu Tí Sanh Nhát Tô Vành Đà Mã Hành Tăng Na Ra Pù. Cha này nhớ rằng Pháp Bảo với Nhân Vạn Như Lai Soi Sáng Bạc Mạng Vô Minh Vai Tan Lầm Đặc Chúng Sinh Đại Dương Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sankho Visuddho Sukhata Sukha Vakko Sikha Sukha Mo Vakatham Vasikha Ko Ninda Vasang Sa Jana Daru Varu Vanda Mahantang Narapu. Cái này giác tâm Tăng Bảo Thinh Văn Phật Đà Tập Mộc Vòng Rõ Để Mặt Thoát Thân. Các Ngài Thanh Tịnh Vi Trần Sa Liệt Đẹp Pháp Phàm Nhân Ai Bị. Con xin đảnh lễ Tăng Hy đáng cho công chúng nhớ gì cũng giờ. Rất là nát tây nhát tây chê nát sĩ kha mê tu vã thân năng các vị à nụ pha quê nát sĩ hạ xà dê nát sĩ chật tụ. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tăng hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Còn tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 250. Tiên giá sẽ chê tăng sẽ mút chinh năng. Giá sẽ chê tăng sẽ mút chinh năng. Yassa chetang samuchinang. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ. Yassa là một, chetang là hai, samuchinang là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ yassa Yassa do là từ giá và cái từ giá này á, nó được chia theo sở hữu các Chati Vipati Ekavachana. Cho nên giá nó biến thành Yassa. Yassa là của vị ấy, của người ấy, của vị ấy, của người ấy. Rồi từ thứ hai chê tăng. Chê tăng do hai từ cộng lại là giá cộng với ê tăng. Giá ê tăng. Giá quý vị biết đó là và ha. Rồi chữ ê tăng do cái đại từ ê tá. Nó là một một đại từ nhưng mà ở đây nó được chia chữ e tá này theo đối cách số ít
Đu tỷ gia vị phát tí e câu quá chẳng á chân năng e ta biến thành e tăng cha cộng với e tăng với ý nghĩa là và điều này, và điều này rồi. Câu chữ số 3 Sammucchinnang. Ở đây cái từ này trong cái dạng quá khứ phân từ Trung, tức là chữ chi chinh năng do cái căn ngữ chích, cho căn ngữ này có nghĩa là cắt, đứt lìa ha. Thì phía trước nó là tiếp đầu ngữ sang vũ, sang vũ đó là hai cái tiếp đầu ngữ của cái từ chinh năng chinh ná. Thì cái từ chinh ná này nó cũng được chia theo đối cách số ít. Đô tỳ gia vị phát tia câu quá trình ná, cho nên chinh ná biến thành chinh năng. Chỉ chinh năng này nó có tiếp đầu ngữ phía trước hỗ trợ sang vũ, cho nên nó có được một cái ý nghĩa của quá khứ, thời quá khứ, đó là đã được cắt lìa. Sammucchinnang, đã được cắt lìa. Rồi, chúng ta đi qua câu số 2 để bổ sung ý nghĩa cho câu đầu tiên này. Câu số 2 Mù la khắp chăng sa mù ha tăng, mù la khát chăng sa mù ha tăng. Câu số 2 có hai từ, mù la khát chăng là một, rồi sa mù ha tăng là hai. Chữ mù la khát chăng do cái từ mù la cộng với khát giá. Mù la nó là một danh từ trung tính, akrantana pum sakalinga. Mù la có nghĩa là gốc rễ, là nền tảng. Chữ mù la là gốc rễ, là nền tảng. Ví dụ như chúng ta hay nghe câu si la mu lăng sa sát lăng, si la mu lăng sa sát lăng, tức là coi như trong cái giáo pháp của Đức Phật á, thì cái giới là căn bản, giới là nền tảng, giới là gốc rễ. Thì chữ mu lăng, mu lá có nghĩa là gốc rễ, là nền tảng. Rồi cái từ thứ hai khát chăng do cái từ khát cha. Khát cha nó là một danh từ nữ tính, agrantaithilinga. Khát cha có nghĩa là việc bứng lên, việc đã nhổ bỏ, việc phá hoại, hay là việc mà hủy diệt. Chữ khát cha. Nhưng mà chữ khách cha này nó được chia theo đối cách số ít. Đu tỳ gia vị phát tỳ e câu quá trình á, cho nên khách cha nó biến thành khách chăng. Khách chăng. Vậy thì mu la khách chăng ở đây có nghĩa là đã được bóng bứng lên gốc rễ. Đã được bứng lên gốc rễ. Rồi chữ thứ hai
Sa-mu-ha-tăng. À, chúng ta thấy cũng có những tiếp đồ ngữ đi đầu là chữ sân rồi chữ út, nhưng mà ở đây cái động từ này ha-la-tí là tiêu diệt hoặc là giết. À, thì căn ngữ han này à, cho chúng ta thấy rằng trong cái dạng quá khứ phân từ trung tính ha, thì sammohatang à, cho chúng ta ý nghĩa đã được hoàn toàn tiêu diệt, bởi vì tiếp tục ngữ sang có nghĩa là tự mình cùng hay là hoàn toàn ha. À, tiếp tục ngữ đó nó hỗ trợ cho cái động từ hay là tí ở phía sau. Sammohatang đã được hoàn toàn tiêu diệt. Vậy thì câu 1, 2 cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? À, đối với vị nào có điều này đã được cắt đứt lìa, đã được bứng lên gốc rễ, đã được hoàn toàn tiêu diệt. À, câu 1, câu 2 cho chúng ta cái ý nghĩa là đối với vị nào có điều này đã được cắt lìa, đã được bứng lên gốc rễ, đã được hoàn toàn tiêu diệt. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Bây giờ đến câu số 3. À, sa về đi hòa hòa rất tình hòa, sa về đi hòa hòa rất tình hòa, sa về đi hòa hòa rất tình hòa. À, cái câu này thấy quen quen ha. À, câu này thấy như quen quen ha. Ừ. 250. À, cái câu này với câu 249 à, nó khác cái chữ sao quê hòa, sao quê hòa, à, sao quê đi hòa hòa rất tình hòa. Thì cái câu 249 là có chữ ná thích nhất hả? Ừ, chỗ nào qua qua lại lại đó là thích nhất, đúng rồi. Để à, tức là cái câu này với câu câu 249 có sự tương đồng mà giống nhau, nhưng mà giống nhau ở đây á, chữ xá quê à, chữ xá ở đây nó không phải như ở cái câu 249 là có chữ không ở trong đó. Chữ xá đây là một đại từ nam tính, do chữ tá, nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ các số ích Bạch Tham Ma Ekavachana Vipatti tí, à, cho nên chữ tá biến thành chữ xá. Xá có nghĩa là vị ấy, người ấy. Xá vị ấy, người ấy. Rồi, chữ quê. À, quả nhiên thật sự à, đúng vậy, chữ quê. Rồi chữ đi qua là ban ngày ha. À,
Yêu hoa ở đây có nghĩa là hay hoặc rồi chữ rắc tinh là ban đêm. Đây. Rắc tinh là ban đêm. À, chữ qua đó có nghĩa là một liên từ, nó nói chữ trước và chữ sau, ban ngày hoặc ban đêm, tối hay sáng, đen hay trắng, vân vân. À, tức là chữ qua này. À, câu cuối cùng ha, câu cuối cùng, câu số 4, để nó bổ sung vào câu số 3 này ha. Câu số 4, Samathin Atigat Chati, Samathin Atigat Chati, y chang, số 249, Samathin Atigat Chati, Samathin, tức là sự định tâm, sự an tịnh, sự định tâm, sự an tịnh. Rồi Atigat Chati, cái động từ gat Chati, động từ đi ha, nhưng mà có tiếp đoàn ngữ gat thi, không còn nghĩa là đi nữa mà đạt đến hay là chứng đạt, đạt đến hay là chứng đạt. Atigat Chati, như vậy chữ kỳ cục á, Atigat Chati, có chữ á sao nữa hả? Thi vui nha. Bali mà chắc đây này, mình nhớ cái chữ này thấy nhìn vô thấy thấy thành ra 4 ly 5 ly luôn, nó thấy 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 đường luôn. Ai gặp chữ thí, chữ thí giá là cái gì trời ơi, thí cái gì đồ tiếp đồ động từ gắt chặt tí. Như vậy thì ví dụ như sau nhé, sinh nhật mình là thầy cha lên là Atigat Chati, có nghĩa là đạt đến chứng đạt. À, vậy là được rồi. À, chứ còn bây giờ cắt từng chữ là này kia hả? Rồi thôi bây giờ câu số 3, câu số 4 ha. Ý nghĩa từ vựng chúng ta gom lại để có được một cái sự xúc tích với nhau. Sau về đi qua qua rất tình qua sa mà thìn á thi gắt cha ti, sau về đi qua qua rất tình qua sa mà thìn á thi gắt cha ti, đã được hoàn toàn tiêu diệt. Vì ấy quả nhiên chứng được sự định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. Câu số 3, câu số 4 ha. Đã được hoàn tiêu diệt. Vì ấy quả nhiên chứng được định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. À, như vậy thì coi như cái câu câu 3, câu 4 là cái chỗ mà nó liên quan câu số 2 nữa ha. Tức là có một cái vấn đề mà nội tâm đã được bứng tận gốc rễ rồi á,
thì cái câu số 3, câu số 4 này mới nói lên rằng vị ấy, hoặc là quả nhiên vị ấy chứng được định tâm vào ban ngày ban đêm. Cái chữ đã được hoàn toàn tiêu diệt á, là nó nằm ở câu số 2, câu số 3 rồi. Câu số 2 rồi. Bởi vì sắp mu hát tăng này, mu lắc hát chăng này, đó là nói lên cái vấn đề đã bứng đi cái gốc rễ, đã giết bỏ những cái ác bất thiện pháp trong nội tâm. Và câu 3, câu 4 này nói rằng quả nhiên vị ấy chứng được định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. Rồi, như vậy câu Phật ngôn 250 chúng ta đã đi vào từ vựng để có được một cái ý nghĩa tương đối mạch lạc. Quả nhiên đối với vị nào có điều này đã được cắt đứt lìa, đã được bứng lên tận gốc rễ, đã được hoàn toàn tiêu diệt, vị ấy quả thật chứng được định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. Đối người nào điều này cắt lìa, đã được bứng lên, đã được hoàn toàn tiêu diệt, quả nhiên chứng được định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. Sa tu thì nghiệp quỳnh ngài hòa thượng giới đức phổ thơ lục bát thế này: hãy mau cắt đứt gốc nhân, phải mau nhổ tiệt căn sân vị hiền. Người như vậy thật là hiền, ngày đêm mát mẻ chẳng phiền được an. Hãy mau cắt đứt gốc nhân, phải mau nhổ tiệt căn sân vị hiền. Người như vậy thật là hiền, ngày đêm mát mẻ chẳng phiền được vui. Rồi ngài hòa thượng Minh Châu: ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm đạt được tâm thiền tịnh. Những ai đã đoạn tận, sao mỗi chỗ dịch mỗi người mỗi khác ha. Những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm ganh tị, ban ngày lẫn ban đêm tâm bằng tâm hằng được tịnh lạc. Cũng là hòa thượng Minh Châu, nhưng mà sách này thì khác, sách kia thì không giống, nên gọi là tam sao thất bổn. Cái điều quan trọng ở đây là chúng ta đọc và tiếng Việt qua những cái lối dịch như thế này, y cứ vào Pali ha. Cho nên có người hỏi chúng tôi, trong cái bài kinh Hạnh Phúc có cái từ vô khổ cụ, tâm vô khổ cụ, chữ vô khổ cụ đó là như thế nào, cũng tại sao tiếng Việt không rõ ràng gì hết. Mà tới đây cũng nghe trong bài bố cáo của kinh Hạnh Phúc đó, thì có cái từ vô khổ cụ. Chúng tôi cái này thôi thua. Quý vị thấy chúng tôi đi đứng cũng 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 nghiêm túc chứ đâu phải đi hàng hai. Khi nào chúng tôi đi hàng hai chứng tỏ là người hăng rộng, quý vị hỏi chúng tôi trả lời được. Còn bây giờ coi như tôi người Việt Nam mà đâu có rành về cái đó. Cho nên khi, quý vị ở đây ai rành về Hán, thì chữ vô khổ cụ đó quý vị nghĩ như thế nào? Tại sao gọi là cái tâm vô khổ cụ? Trong cái bài bố cáo Hạnh Phúc Kinh thì ở đây nó lên cái từ Hán như vậy. Rồi chúng ta đặt tới đó suy nghĩ miên man, rồi thấy ủa, cái từ này cao siêu quá, bởi vì mình không hiểu. Khi mà không hiểu thì coi như là tin tưởng một cách gọi là tuyệt đối, chặt cái này cao lắm, hay lắm, giỏi lắm,
mình trì niệm những cái chỗ này mà mình không hiểu được đó, thì cái trình độ của mình coi như chỉ có chư thiên hiểu, chắc là người có trên hiểu thôi. Mà muốn đạt được cái trình độ người có trên thì khỏi cần phải hiểu ý nghĩa, cứ trì, cứ đặt niềm tin vào đó và nó biến thành một câu chú, không biết chú hay thiếm này, không biết nữa. Thì hiện nay ví dụ câu câu Phật ngôn 250 cũng là Hòa thượng Minh Châu: những ai đã đoạn tận, dứt trừ tâm ganh tị ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Thì trong sách này là như thế này: ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm đạt được tâm thiền định, cũng là ngàn châu. Quý vị thấy khổ không? Chết rồi mà cũng không yên nữa, chết rồi mà bây giờ coi như còn bị người đời khi người ta nói thế này, khi nói thế kia, người ta thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi người ta ghét thì bồ hòn nó cũng ngọt. Thì như vậy quý vị thấy tại sao mà có cái trường hợp này xảy ra. Trường hợp xảy ra tức là mình nhiều khi còn muốn hơn Phật nữa cả. Mà hồi xưa quý vị thấy rằng có nào che dù không, mang dép nhổ thấy đi đứng đường này kia này nè, đi bộ thấy đa số ha. Rồi bây giờ thì coi như dù lộng dép còn che, dép dép là coi như là phải là dép xịn nha, còn lấy dép gỗ không được mang. Rồi nghĩa là lên xe xuống ngựa, dù bổng đồ này kia, tiền hô hậu ủng. Rồi thời kỳ Đức Phật cử việc viết hay nhiều khi chư tăng cũng không biết Đức Phật là ai nữa, ngài rất là bình thường, chứ đâu phải bây giờ chúng ta thấy ô vô chùa thấy được Phật phóng hào quang ra, trời ơi hào quang coi như là sáu màu rực rỡ, Đức Phật uy nghi tăng tướng, ngồi đứng ở chỗ nào cái Phật cảnh nào cũng có hào quang ha, hào nào cũng mới cũng đẹp. Mình cứ nghĩ Đức Phật là coi như sáng lạng, thầy của chư thiên là và nhân loại là như vậy. Nhưng mà có phải vậy không? Trong thời kỳ Đức Phật, chư tăng còn không biết Đức Phật là ai nữa. Ngồi nói chuyện với Đức Phật một hồi rồi mới biết, ồ, giỏi quá, hay quá, rồi chắc chắc là ra Đức Phật rồi. Thì bây giờ cúng một câu Phật ngôn thế này ra mà dịch cúng là Hòa Thượng Minh Châu, mà có hai cái cách dịch. Mà bây giờ thì chúng ta thấy Tam Tạng kinh điển của Bali của Việt Nam, ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch ra, bây giờ xóa bỏ luôn cái phần Bali mà tu tu thư Đại Tạng toàn là tiếng Việt không, mất đi cái phần Bali. Bây giờ tìm những cái tài liệu mà ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch xong ở trước thời kỳ Vĩ Long, bây giờ không còn nữa, có một số đang bị đem đốt, có một số coi như là coi như nói thẳng một tàu thì đau đau lòng gỗ, cho nên họ thiêu hủy đi, phá hủy đi. Rồi lòng gỗ trong đó tiếng Việt Nam, bây giờ bộ Đại Tạng của Việt Nam là tiếng Việt, không có tiếng Bali nữa. Bây giờ chúng ta với câu Phật ngôn 250 nè, chúng ta nghĩ rằng cũng là tên của Hòa Thượng Minh Châu ha, nhưng mà hai lối dịch khác nhau. Còn đối với quý vị thì chắc chắn rằng chúng ta có một cái lối dịch khác nữa, để cho người ta họ biết tên mình, độc khùng và ngu luôn hả. Cái này gọi là mất dịch á, người mà coi như là không có lành gì lắm,
mà muốn đưa cái ngã của mình vô trong đó à, để người ta đọc khùng và ngu luôn á, thì đó là những thành phần mắc dịch không nắm rõ được cái căn ngữ, không hiểu được mà hiểu ra được mình còn phàm mà à, chính vì vậy cho nên vô mình nó chi phối. Và chúng ta khi học tới đây mới thấy rằng những cái từ Bali chúng ta đi vào căn ngữ, chúng ta nói chuyện có gốc hơn. Thế còn cái từ mà hồi nãy quý vị nghe trong cái bài kinh mà giới thiệu về hạnh phúc kinh, họ hỏi chúng tôi tâm vô khổ cụ là sao? Nó khoan rồi nha, tôi hắn đâu có rộng đâu, phải chờ 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 nghiên cứu cái từ Bali đó à, rồi ý nghĩa nó thế nào mà người ta dịch là tâm vô cố cụ à, thì ở đây chỗ này rắc rối là câu Phật ngôn 250 này, cái chỗ dịch à, tiếng Việt là ai cắt được khóa được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm đạt được tâm thiền định. Đó cũng là Hòa thượng Minh Châu ha. Rồi cũng Hòa thượng Minh Châu ở đây à, những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm ganh tị ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Khác nhau à, chứ không phải giống nhau à. Ví dụ như nói bây giờ câu cuối cùng Samathin Athigacchati, tâm hằng được tịnh lạc nè, rồi ở này đạt được tâm thiền định nè. Chỉ tịnh lạc và chỉ thiền định này nó khác nhau chứ đâu có giống nhau đâu à. Quý vị thấy cũng là Hòa thượng Minh Châu đạt được tâm thiền định, tâm hằng được tịnh lạc, cũng là hai từ Samathin Athigacchati. Mà chữ Samathin Athigacchati thì cái từ Athigacchati có nghĩa là đi đến chứng đạt, đi đến chứng đạt à. Đi đến chứng đạt thì đâu có đó, là ngài cũng dịch là đạt được nè à, đạt được nè, hằng được nè. Nhưng mà rồi chúng ta bị phân tâm, chúng ta bị phân tâm à, cái chuyện đó để quý vị cần như là gặp các ngài quyên thân à, quý vị hỏi. Còn đây chúng tôi chỉ gợi ý để cho quý vị thấy tam sao thất ngôn từ một cái câu như vậy, rồi sự suy nghĩ à, mông lung vẩn vơ, rồi đưa vào những cái tư kiến của mình để rồi biến những lời dạy của Đức Phật chia năm xẻ bảy, rồi không biết cái gốc cái ngọn là cái gì nữa. Rồi nhà chúng ta học ha. À, học đi rồi sẽ hỏi. Còn quý vị không học thì làm sao mà quý vị đặt câu hỏi được à, quý vị cố gắng ha, học đi rồi sẽ chỗ nào thắc mắc hỏi à. Này nha, chúng ta đi vào câu đầu tiên. Yassa chê tăng samu chinh năng à, học câu 250 chứ học câu nào đưa đưa lên là cứ học, học câu này điện loại ra câu khác, rồi quý vị mới có một cái sự coi như là tầm và tứ nhìn vô quan sát, tìm hiểu quan sát, rồi khi mà thấy ồ chỗ này nghi ngờ à, thắc mắc 250 nè, cái câu đương đưa lên đây của Nhật Quỳnh ơi, chúng ta đang học nè, chúng ta đang học nè, 250 nè, thì câu hai câu cũng của Hòa thượng Minh Châu hết á, thì cái câu đương đưa lên nè, tâm hằng được tịnh lạc nữa,
Thì bây giờ ở đây không có vấn đề mà phân tích ý nghĩa của tiếng Việt. Đây không còn vấn đề phân tích ý nghĩa của tiếng Việt, tại sao dịch thế này, dịch thế kia, cái đồ mất dịch, không có ý nghĩa đó. Mà chúng ta đi vào trong trường âm và đoạn âm, chúng ta học về Pali ha, để đọc sao cho nó thông suốt. Chỗ nào không thông thì chúng ta phải hỏi. Còn phần tiếng Việt để cho các vị học giả, các nhà ngôn ngữ học họ đi sâu vô đó, hoặc là các vị giảng sư sẽ suy tầm vào ý nghĩa này căn cứ vào căn ngữ của Pali để giải thích. Yasaje tăng samuchinang Yasaje tăng samuchinang, câu này có bao nhiêu âm từ? Giáp là một, xá là hai, chê là ba, tăng là bốn, xá là năm, mút là sáu, chinh là bảy và năng là tám. Chính xác, câu này có tám âm từ. Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Chị Kim, chị Nhiều Quỳnh. À, nó có ba ha, nằm trong ba loại trường âm. Vậy thì trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Có một ha, có một, đó chính là chữ chê. Bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? Trường âm nhấn xích kim, xích nhật quỳnh, xích tầm em, nó có ba. Và bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai, đó là chính chữ tăng và chữ năng ha, chữ tăng và chữ năng. Xích cô biển vô có nghe âm thanh chúng tôi không? Alo, sư cô biển có nghe không, hay là vô đây rồi cái đường truyền ngoài đã sóng to gió lớn hả? Cô biển Quy Nhơn mà có nghe hả? Ồ, có nghe thì tốt. Vậy thì có nghe lặp lại câu số 1, trường âm đoạn âm thế nào? Giá sư kê tăng sa mô chinh năng, xin mời bàn tay biển. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Bằng Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào đạo tràng. Dạ, câu số 1. Yat sa chê tăng sa mút chinh năng. Chinh năng. Yat sa chê tăng sa mút chinh năng. Dạ, giác là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, chinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thầy trường âm thầy có đầy đủ ba loại: trường âm thông thường, trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường là có một là chê, trường âm nhấn là có một hai ba, ba trường âm nhấn là giác, mút và chinh, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là hai, là tăng và năng. Còn đoạn âm thì có hai: xá và xá.
Dạ, bạch ngài con đã phân tích xong. Dạ, con xin kính dâng bích lại ngài ạ. À. Con cảm ơn các cô đã hòa cho con. Alo, 123, 123, sư cô bị anh chưa uống cà phê. Nhưng mà nhìn cái câu này thấy cũng đã tỉnh ngủ rồi ha. Như vậy thì phân tích chính xác như vậy là người rất là tỉnh táo. Mình tỉnh như vậy là khỏi cần uống cà phê cũng phê luôn à. Sà thu, sà thu. Quý vị là những người có căn bản. Cho nên đụng đâu là sâu đó à, tức là coi như người có tài thì bất cứ ở đâu mình cũng có thể thể hiện được cái bản lĩnh của chính mình, chứ không phải nói là phải vô khuôn khổ hoặc là phải theo phong tục tập quán hoặc là phải một thời gian rồi mới bắt nhịp theo người ta. Không có, bởi vì là những người đa năng, những người đã vượt lên chính mình, cho nên khi xuất hiện mời lên là không có run, đứng vững trên đôi chân của mình. Đây là một điều chúng tôi rất là quan hệ, bởi vì đừng có sắp đặt gì hết á, đừng có chuẩn bị gì hết á. Đến chỉ hò một chút thôi hả, không sao. Nên là mới 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 đến với đạo tràng thì chúng ta vẫn cũng còn nhiều cái vấn đề trở ngại, e ngại lúc đầu phải phải một chút gọi là khiêm nhường nhé, từ từ mới nóng máy nhé. Đó, đây xà tu sư cô biển mở màn đầu đầu xuôi rồi đuôi đuôi lọt à, chắc chắn vậy rồi ha. Giá sẽ chê tăng số một chín lần à, một cái câu toàn hảo, có nghĩa là có đầy đủ ba loại trường âm ha. Một câu có tám âm từ, trường âm thông thường chê, trường âm nhấn giác mút chinh, trường âm đọc theo dạng nguyên âm tăng năng. Rồi như vậy là chúng ta đã thành công ha. Rồi không còn gì để mà nói, bây giờ đến câu số 2. Mù lắc khát chẳng sa mù hát tầng, mù lắc khát chẳng sa mù hát tầng, mù lắc khát chẳng sa mù hát tầng. Câu số 2. Alo, quý vị nghe rõ không? Còn mình sẽ kiếm nghe rõ ít. Sĩ Tamen cũng nghe rõ luôn hả? Rồi Sĩ Chấn Nhật Quỳnh nghe rõ. Nhưng mọi người nghe rõ ở giữa Sĩ Tamen 45 á, nghe rõ thì lên phân biệt câu số 2, lên phân tích câu số 2. Rồi, thấy bàn tay rồi. Alo. Dạ, thưa sư, câu số 2 là mù la gắt cầm sa mù ha tằng. Chữ mù là trường âm thường, chữ lá là đoạn âm, chữ gắt là trường âm nhấn, chữ cần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xá là đoạn âm, chữ mù là trường âm thông thường, chữ há là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, mù lá gác cầm sa mù há tăng. Dạ con hết. Alo, 123, 123. Chị có sư Kim, sư Nhật Quỳnh. Ôi, sư Phương Biển kẹo quá. Người ta bông hoa cả đống mà đây sư nhà Phương Biển tặng như là vậy là quá ít. Ai cũng khen mình hết, mà tới khi mình khen người ta cũng hà tiện nữa. Phải ta cái gì? Ở đây sư The Man Mù Lá Khát Chăng, mà nghe cái gắt gắt chân, gắt chân nữa. Chữ này chúng ta chữ re chữ hát, chữ re chữ hát chúng ta đọc như như là chữ ca hát ha. Mu lát khát chân
À, cái chữ chân lại sao là thầy thì chân tay là được rồi ha, nhưng mà xích kim a xích the man đọc là giống như chữ gác, gác chân tức là cái chân kê lên trên 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 bàn trên ghế hay sao, chứ thì chữ khác nha, mù lá khát chân sa mù hát tầng. À, thì the man tiến bộ nhiều quá ha, ai ngờ vô sao mà về trước ha, có nhiều vị đến đạo tràng càng cứ ngại cứ sợ rồi không dám cầm micro, vị nào cứ mạnh dạn là vị đó tiến bộ. À, trong cái vấn đề học là như vậy, chúng ta học chúng ta mới hỏi được. Còn bây giờ quý vị cầu an ngồi ngồi, Sĩ Phượng Vương nè đã từng nói với Thượng tọa Chánh Định nè, vô cái rung Phật giáo trường 3 4 năm là, nhưng mà đọc Pali đọc coi như là chỉ có kệ thôi. À, chứ còn đọc Pali thì Sĩ Phạm Vương thấy ít có đưa tay lắm, mà kệ sao mà coi như là Sĩ Chánh Định rồi mấy vị kia khen hay nữa chứ. Rồi cố gắng đi Sĩ Phạm Vương ơi, cứ mạnh dạn đưa tay đi. À, giống như Sĩ Tờ Man nè, mấy hôm trước thấy cũng cho bé 2 lúa nhưng mà bây giờ thấy tiến bộ nè, xích phố biển nè, rồi bây giờ xích the man nè. Câu này phân tích vậy còn để mà nói nữa, hả, có ai thấy xích the man phân tích câu này sai, có ai thấy xích the man phân tích sai không? Chỉ có chữ khác chăng mà đọc nghe giống như là gác chân. Rồi ai thấy sai không? Chúng tôi thấy không có sai chỗ nào, chỉ có cái giọng đọc. À, còn phân tích là trường âm đoạn âm rồi 3 loại trường âm rất là chính xác. Câu này chúng ta thấy mù lá khát chân sớm mù hát tầng, trường âm thông thường có 2 phải không? À, chữ mù, à, đó là 2 trường âm thông thường. Rồi trường âm nhấn 1 phải không, chính là chữ khác, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 2, đó chính là chữ chăng và chữ tăng. Sa thủ sĩ ca đờ man, à, rất là tiến bộ. À, như vậy thì câu số 1, câu số 2 sau khi phân tích xong, à, chúng ta sẽ đọc nó liền lạc với nhau ha. Câu số 1 và câu số 2. Giá sa chê tăng sa mu chình năng mù lá khát chăng sa mù ha tăng. Giá sa chê tăng sa mu chình năng mù lá khát chẳng sa mù ha tăng, giá sa chê tăng sa mu chình năng mù la khát chẳng sa mù ha tăng. Rồi bây giờ chúng ta đi qua câu số 3. Sa về đi hòa hòa rất tình hòa, sa về đi hòa hòa rất tình hòa, sa về đi hòa hòa rất tình hòa. Câu số 3. Alo, hồi nãy giờ chỉ có Sister Mẹ kia, Sister Như Quỳnh tham gia, còn Sister Duyên sao mà hôm nay buồn giận vu vơ cái gì không thấy, không có tham gia chiến đấu gì hết ha. Alo Sister Kim, à Sister Duyên có chút máy không ạ? Câu số 3 này khó quá, phải năn nỉ. À, Christina. Alo, câu số 3 khó quá. À, rồi, Christina. Đang nè, rồi, xin lỗi nha. Rồi, Sĩ Phạm Vượng ơi. À, cũng đưa tay nữa hả? Đang làm mà đưa tay là một cái tinh thần rất là khâm phục, xin mời. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Con xin lắm chú rất dạ, con chào đạo tràng. Cái background nó hơi ồn chút xíu tại con đang làm. Sao quê tiếng Hoa rap tim Hoa và xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, rap là trường âm ngắn, tim là trường âm và trường âm gì quên mất tiêu, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Qua là trường âm thông thường. Dạ con có sai xin sửa sửa. Dạ con xin xuống nước. Alo, 1, 2, 3, bây giờ sức phẩm vượng tặng quá nhiều quá. Trà thủ cả ba bó luôn, nhiều hà. Rồi, Christina, có khi nào mà coi như đọc như vậy trong trong quán, trong tiệm, ta nói, ô cái bài này bà điên, bà nói gì kỳ cục vậy nè. Hả? À, đang làm, anh chạy qua anh kia đứng, lẩm nhẩm mình vậy, giống bà điên quá vậy. Hả? Có hồi nào nghe người ta nói như vậy không? Hả? Đương làm nó bận được rồi, bây giờ ta nghe là nói chuyện trong máy mà nói lảm nhảm mà họ nghe nó ô cái bài này mới nói gì kỳ cục vậy ta. Hả? Gì qua qua lại lại rồi gì hả? Đi qua đi lại rồi gì trong này nữa hả? À, không mình nói mình học bởi vì họ quan hỷ lắm ha, quá xà đủ xà đủ, một cái sự coi như phổ biến để cho người khác họ hướng tâm, à, tạo cho người khác một cái duyên để họ tìm đến cái room Phật giáo Nam Truyền. Ôi xà thủ tuyệt vời, hàng gì thấy khi mà phân tích như vậy sức phẩm vượng ha, ở Túc bên Cali mà còn tặng hoa này ha, còn sức duyên ở Colorado mà. À, khi mà phân tích như vậy không phải trong hàng, trong quán, trong tiệm mà ngay sức phần vườn cái tiểu bang ở Cali mà còn phải tặng hoa à, xà thủ. À, câu số 3, sao về đi qua qua rắp tin qua. À, câu này à, sĩ chuyên phân tích chúng ta thấy nó cũng đầy ba loại trường âm ha. Trường âm thường, chữ quê, chữ hoa, chữ hoa, chữ hoa, ba chữ hoa, một chữ quê ha. Đó là trường âm thông thường. Trường âm nhấn có một là chữ rắc, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ tình. Như vậy thì trong ba câu này, câu nào cũng có đầy đủ ba loại trường âm ha. À, Sikha Kuchina phân tích. À, với một số hoa cũng khẩm khẩm à, tức là thành công. Ô, bây giờ sĩ kim của sao có mấy cái nấm ở phía sau nè, cái nấm hay cái dù gì nữa. Ồ, đã ha, sung sướng ha, sĩ kim Christina, người ta hưởng ứng quá nhiều, tặng hoa quá nhiều. Sao thú sao hôm nay vị nào cũng giỏi chân vậy ta. Rồi, còn câu cuối cùng nè. Samadhinathigat chati, Samadhinathigat chati, Samadhinathigat chati. À, câu số 4 là câu chấm dứt. Với câu số 4 này, chắc chắn rằng hôm nay Sĩ Kêu Phạm Vượng cho bà con biết rằng 4-5 năm vô trong room Phật giáo Nam Truyền ha. Rồi, mình nghĩa là chưa có chịu ra tay thôi. Ừ, chứ bây giờ ra tay chắc là thành công. Ví dụ sức Kilomen này mới tới này, sức Christina này cũng mới tới, sức Phước Biển cũng mới tới, sức Phần Phượng thì đã lão làng rồi. Chắc chắn rằng hôm nay sức Phần Phượng phân tích câu số 4 này để cho những người đến sau được học hỏi. Alo, mời sức Phần Phượng. Chiếc phần vượng ơi, à, tặng bông là bỏ chạy mất tiêu rồi. À,
chứ đừng kêu cái là ngày mai mất một học trò. Ấy, ngày mai là ca nhiên vô hỏi ngài hữu công chứ, ngày mai là mới vô thắc mắc với ngài hữu công tại sao cái ông đó ông thấy mặt là ông ghét sao mà cái hoài vậy, mà ngài có phải là bị oan trái gì với ông sư đức hay không, muốn muốn chọn đức bóng mà muốn chọn đức bóng thì cứ lên trả lời đi. Rồi chỉ còn bượng đừng kêu kêu ngày mai mất một học trò, không kêu thôi hù quá. Bây giờ không có Thích Phạm Vượng lên thì bây giờ có người khác nè, người ta sẵn sàng ra lên kìa, đặng lần ba cành hoa, có tôi đây nè, có tôi đây nè, đó cô tu nữ Điều Duyên ơi, câu số 4. Bộ ngực xưng tên, tôi xuất hiện rồi, tại sao không kêu tôi? Rồi mời cô tu nữ tự gian câu số 4, Samma Thin Na Thi Gat Chati. Rồi bàn tay và bỏ mic chung mình được chứ, khổ lắm cô tự gian này là cái chụp giật không à, chứ không mình mời đàng hoàng không chịu đưa tay, nhưng mà thả mic là chụp liền à. Lúc này coi như tranh quân tốt rồi, tranh chỗ này chỗ kia rồi, thấy chắc là thủ môn cũng giỏi lắm rồi. Rồi xin ngồi nghe giúp micro nè. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Thầm Mà dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh đức cùng hiện diện bằng quỳnh lễ quý bà cô tu nữ. Được quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Được quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Phạm Vượng, cảm ơn Sức Cảm Minh, cảm ơn cô Kim. Dạ con xin đỡ mít giùm hai vị. Một là Phạm Vượng, hai là cô tu nữ Tệ Duyên. Con đã thấy cô chắc lên là cho con xin được ngồi nghe. Dạ, ngài hoan hỷ đi. Mỗi người một hoàn cảnh, chứ không phải ai cũng mặc lì như con đâu. Dạ, nên con xin làm mặc lì. Con đỡ mít. Samma Thin Athigat Chati. Samma Thin Athigat Chati. Xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, thiên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, thí là đoạn âm, gách cho trường âm chá tí ham. Con xin phân tích lần thứ hai. Xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, thiên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn, á thí hai đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Dạ con phân tích xong rồi, con có sai thì ngài chỉ dạy lại cho con. Nhờ Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, còn kính nhân mít đến ngài ạ. Xin nhờ Quỳnh phân tích là thấy Thích Trà Man là Thích Kim là Thích Quýt Kinh Ha, trời ơi sáng trong trong tiệm có bông hoa nhiều quá gom hết rồi, Thích Kim coi như Thích Duyên. Nghĩa là tặng hết cái kiểu này là trong cái nhà hàng đó không còn bông hoa nào. Sa thú Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Cô Biển tặng một bó luôn. Bây giờ cái câu số 4 này mời Sĩ Phạm Vượng, cô tu nữ Tự Duyên, nhưng mà Sĩ Nhật Quỳnh lên phân tích, quý vị thấy hay không? Vậy thì bây giờ hỏi Sĩ Nhật Quỳnh nè, câu Phật ngôn 250 250 với bốn câu này cái bài 250 với bốn câu này, Chí Nhật Quỳnh có một sự nhận định thế nào? Câu một, câu hai, câu ba, câu bốn giống và khác nhau như thế nào trong bốn câu này? Alo. Câu Phật ngôn này có những điểm khác biệt nào không?
Dạ, cảm ơn nào mà khác khác nhau chỗ nào. Rồi bây giờ mời sư Như Quỳnh. Trời ơi, nó có mặt nó sủa chứ có gì đâu, tại nó. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, cảm ơn Ngọc Vượng. Con không biết ý Ngài muốn biểu con phân tích như thế nào. Phân tích là từng đoạn có những trường âm khác nhau, hay là có đoạn thì có trường âm thông thường nhiều, hay là có đoạn không có trường âm thông thường, hay là như thế nào, con chưa được hiểu được ý Ngài. Bạch Ngài, dạ con xin Ngài nhắc lại giùm cho con ạ. Dạ, tổng quát. Tổng quát thì con xin phân tích tổng quát trở lại. Yat sát chê tăng sa mút chi măng. Yat là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, chinh là trường âm nhấn, năng là trường âm thông thường. Cái câu 1 này thì có 1 trường âm nhấn, 2 trường âm nhấn, 3 trường âm nhấn, 1 trường âm thông thường và 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi, câu thứ 2 coi nó khác làm sao nha. Dạ, tại vì nãy giờ con thật sự là con rất là buồn ngủ, con phải chạy đi con kiếm cái gì con ra một dòng để con mới vô con mới tỉnh được nha. Câu số 2, mù lắc khát chăng sa mù hát tăng. Dạ, câu số 2 này là chữ chữ mù, dạ, con đọc sai hồi nãy rồi. Chữ mù là trường âm thông thường, chữ lá là đoạn âm, chữ gách là trường âm nhấn, chữ trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xá là đoạn âm, chữ mù là trường âm thông thường, chữ há là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trong đoạn số 2 này có 2 trường âm thông thường, 1 trường âm nhấn và 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 1, câu số 2 nó khác nhau là cái chỗ mà trường âm nhấn câu số 1 thì nhà con xin đọc lại và cái con bị màn hình nó nhảy. Và câu số 1 thì nó có 3 trường âm nhấn và có 1 trường âm đọc theo 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà 1 trường âm thông thường. Nó khác với câu số 2 là câu số 2 thì 2 trường âm đọc theo giọng 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm, 2 trường âm thông thường và 1 trường âm nhấn, là nó khác chỗ đó. Câu số 3. Nhà câu số 3 thì xá về đi qua qua ra tin qua. Xá là đoạn âm, về là trường âm thông thường, đi là đoạn âm, qua qua là hai trường âm thông thường, rách là trường âm nhấn, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm và qua là trường âm thông thường. Cái đoạn này thì nó có ba trường âm nhưng nó có 1, 2, 3, 4 trường âm thông thường, chỉ 1 trường âm nhấn và 1 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, Sama thìn Athigacchati. Xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, thìn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A thí hai đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Và câu số 4 này thì nó khác hẳn ba câu kia. Có nghĩa là câu này chỉ có 1, 2, 3 trường âm thôi, là 1 trường âm thông thường, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm và một trường âm nhấn, còn lại là 5 đoạn âm. Dạ, con phân tích xong rồi, không có biết đúng với ý Ngài không. Dạ, nếu con có sai chỗ nào Ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bích Tha. Dạ, alo, thấy buồn ngủ chưa? Xin cầu Quỳnh, thấy buồn ngủ chưa?
À, phân tích như vậy có còn buồn ngủ không? Rồi hả? Nhưng mà nó phân tích tổng quát chứ không phải đi vô chi tiết, mà đi vô chi tiết và để dành cho sức kem. Rồi mời sức kem phân tích tổng quát là phân tích như thế nào? Câu Phật ngôn 250 mời sức kem. Alo, chạy đâu mất tiêu rồi. Có ngay đưa tay liền. Con xin kính chào sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con nghe nói là kim ơi là kim, có bản nhạc kim đã kim 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 đã đi rồi gì đó, hay kim gì quên, kim ơi là kim gì đó, có hồi ngày xưa có bản nhạc tên là kim nha, nhưng mà quên rồi. Cũng vui lắm, trời, nói hỏi nó đã ổng cho ăn cháo lương, ổng giũa te tua để phân tích ở đây, để nói phân tích tổng quát, tức là túm lợi đó, túm cái đầu cột lại, giống như mấy thằng Việt Cộng nó nói, thay vì nói tóm lại nó nói túm lại. Hỏi tại sao ổng dùng nói tóm lại mà nói lại túm lại, túm cái cột cột cái đầu đấy, nghe cũng nhi nhô dễ sợ, nghe vui dễ sợ. Ok, nói túm lại là bốn câu pháp cú, kinh pháp cú câu 250 này, tất cả bốn câu nếu đều giống nhau, là đều giống nhau của nó, tuyệt đối là nó có đầy đủ ba loại trường âm. Câu nào cũng có trường âm thông thường, cũng có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cũng có trường âm nhắn. Dĩ nhiên là đoạn âm mà không nhắc nữa, thì trường âm thông thường và đoạn âm á, quên đó, còn một cái nữa nó giống nhau là bốn câu này nó đều có đầy đủ tám âm từ, cả bốn câu đều có đầy đủ, nếu có nó có đủ bốn nó đủ tám âm từ, bốn câu đều có tám âm từ là điểm giống nhất. Điểm giống thứ hai là nó có đầy đủ, tất cả bốn câu đều có đầy đủ ba loại trường âm, và nó chỉ khác nhau là trường âm thông thường, trường âm nhắn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm hoặc đoản âm, tùy theo câu nó có từ 1 đến 4 hay 5, đoản âm nó có từ 2 đến đến 5, nó khác nhau từng câu. Câu mấy trường âm thì cũng vậy, nó khác nhau 1 1 2 3 4 vậy đó thôi, chứ không có chuyện gì hết. Dạ con, nói tổng quát lại sư, nói túm lại với sư. Hôm qua con cũng nói giống như vậy, hôm bữa nay mà con cũng cũng nói giống như vậy luôn á, hôm qua qua nói qua qua mà qua cũng qua luôn, hôm qua qua nói qua 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 cũng qua luôn đó. Dạ thôi con xin trả máy rồi, con xin sư lên giữa con à, con xin trả máy rồi. Alo, 123. À, như vậy thì tổng quát là thế nào mà chi tiết là như thế nào? Tổng quát rất là ngắn và gọn. Ngắn gọn trong ở đây tổng quát ý muốn nói. Câu này có 8 âm từ. Câu này có đầy đủ 3 loại trường âm giống nhau. À, như vậy là chỉ có hai vấn đề. À, chỉ có hai vấn đề. Một, một câu có đầy đủ ba loại trường âm, một câu có đầy đủ tám âm từ, tức là thể thơ gọi là tám chữ. Đây là một thể thơ tám chữ. À, như vậy là xong. Như vậy chúng ta có một cái sự nhận định để biết rằng câu Phật ngôn này là một câu tương đối dễ chứ không có khó. Nhưng mà quý vị thể hiện chính bản thân của mình. Thì mới đem mời liền giống như sư cô biển ha, rồi chưa có phân tích gì hết mời lên ngay thì từ mền ha, rồi vân vân. Thì như vậy thì quý vị đã khẳng định cái khả năng của mình trong cái sự tiếp thu học hỏi, quý vị tiến bộ rất là nhiều. Rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ phân tích đã xong. Câu số 3, câu số 4, à, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Sa về đi qua qua rắc tình qua sa mà thình na thi gắt chả tí. Sa về đi qua qua rắc tình qua sa mà thình na thi gắt chả tí. Sa về đi qua qua rắc tình qua sa mà thình na thi gắt
chặt đi. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Yassa chê tăng sa mu chinh năng mu la kha chăng sa mu ha tăng sa huê đi hoa hoa rắc tinh hoa sa ma chinh na thi gác chả ti. Yassa chê tăng sa mu chinh năng mu la kha tăng sa mu ha tăng sa huê đi hoa hoa rắc tinh hoa sa ma chinh na thi gác chả ti. Ya sa chê tăng sa mô chinh năng mù lắc khát chẳng sa mù hát tăng sa huê đi hoa hoa rắc tinh hoa sa ma sinh a thi gác chả ti. Đọc lại lần nữa ha. Ya sa chê mô chinh năng mù lắc khát chẳng sa mù hát tăng sa huê đi hoa hoa rắc tinh hoa sa ma sinh a thi gác chả ti. Những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm ganh tị ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Phạm Dượng, cảm ơn Phạm Dượng. Con người nghe hả? Không ai nghe nữa hết, trời ơi. Rồi, Feta, the man 45, you are next. Hai người vậy đủ rồi. Thôi con đọc đó, con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 250. Có hai người nghe thôi, không sao. Rồi, có thêm cô Nhật Quỳnh nữa. Ba người là quá đầy đủ luôn nha. Bây giờ bắt đầu đọc. Không dám đọc một hơi giống như sư chế được, hơi ổng dài lắm, hơi mình cũng ngủng à. Mình liệu công cấp mắm đi, mình đọc hai hơi đi, đọc một hơi giống ổng, mình cố quá, mình sành quá cố chết nhắc luôn. Thôi bắt đầu đọc đi, ổng nói mỏi nhọn nữa. Thấy hơi cái đã. Giác sa chê tăng sa mu chinh năng mu lắc khắc chăng sa mu ha tăng sa ma thình a ki chắc chá tí. Giác sa chê tăng sa mu chinh năng mu lắc khắc chăng sa mu ha tăng sa huê đi hòa hòa rắc tình hòa sa ma tình a ti gắt cha tí. Giác sa chê tăng sa mu chinh năng mu lắc khắc chăng sa mu ha tăng sa huê đi hòa hòa rắc tình hòa sa ma tình a ti gắt cha tí. Giác sa chê tăng sa mu chinh năng mù lá cắt chằng sa mù hát tăng sa huề đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thịnh ác tí gắt cha tí. Để thử lấy một hơi, đọc một hơi giống như sư đó. Đọc một hơi luôn rồi. Giác sa chê tăng sa mu chinh năng mù lá cắt chằng sa mù hát tăng sa huề đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thịnh ác tí gắt cha tí. Ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hạt đem đạt được tâm thiền định. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con nghĩ rằng đạt được tâm thiền định hay hơn là ngày đem được tịnh lạc định. Lạc định. Thôi con biết, thôi con đọc như vậy đi. Sao con không thấy sư cho con vậy? Sư đi đâu? Sư không cho con, chắc con có đọc sai rồi đó. Nhưng mà không sao, sai thì sư sửa. Con xin trả máy nhường lại cho người khác à. The man 45 lên đi. Alo, khoan đã. Nãy giờ đọc 3-4 lần ha. Bỏ hết đi. Bây giờ xích game, đưa tay lên đọc một lần nữa thôi, chỉ một lần thôi. Để đạo tràng chú ý lắng nghe. Đừng có đọc nhiều, đọc một lần thôi, biết sai đúng liền ha. Con xin đọc lại một lần nữa. Tại con đói bụng đó sư. Thay con đọc lại một lần. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh, Phạm Dượng, Đờ Men. Cha không biết mình đọc sai chỗ nào sao. Phải từ từ đọc từ từ nha. Giác sa chê tăng sa múc chinh năng mú lắc khắc chăng sa mù hát tăng sa huệ đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thình ác thí gắt. No, á thí gắt cha tí. Có lẽ là con sai chỗ này thôi sư ơi, con đọc lại một lần. Tại vì con lẻo lưỡi một chút thôi. Á thí gắt chá tí. Và sa mà thình á thí gắt chá tí.
Dạ, con đọc lại một lần nữa. Công nhận sự thần thần diệu dữ nha. Con đọc lại một lần nha. Không qua mặt được, không qua được cái lỗ tai thính như thế nha. Con đọc lại một lần nữa. Giác xá chê, giác xá chê tăng xá múc chinh năng, mú lắc khắc chăng, xá mù há tăng, xá quê đi hòa hòa rắc tình hòa, xá mà thình, ác thí gắt chá tí. Khà khà, đúng rồi đó. Á á thí gắt chá tí chứ không phải á thí gắt chá tí, còn đọc lộn thôi. Sa mà thình ác thí gắt chá tí, đúng không? Con xài chỗ đó đúng không sư? Sao tư hồi xong sư không cho bông qua vậy sư? Chữ mù. No, mù là đúng rồi, mù là có dấu nguyện trong đó rồi, sai, không phải chữ mù. Giác xá chê tầng, sắm xá múc chinh năng, mù lát khắc chằng, xá mù há tằng, xá quề đi hòa hòa rắc tình hòa, xá mà thình á thí giác cho tí, mà tôi đọc là ác thôi, đọc nhanh đọc ác thôi. Thôi con xin trả máy rồi, con có sai xin sư sửa lại cho con đọc 3-4 lần rồi. Bây giờ con mệt rồi, con lẹo lưỡi rồi. Con xin mời sư cho con biết chỗ nào sai đi. Alo. Nó chỉ đọc một lần thôi mà đọc quá trời quá đất đó, phải mỗi nhọn không? Nó đọc một lần thì đọc một lần thôi, người ta đã sai, không chịu chấp nhận cái điểm sai. À, bây giờ Sister Man nè, sẵn đưa tay nè, phân tích để cho thấy Sister Kim sai chỗ nào. Đọc nhiều lần nhưng vẫn sai một chữ, chứ không phải nhiều chữ, chỉ có sai một chữ thôi. Bây giờ nghe Sister Man phân tích nè, cho nên đừng có nói là tôi kính chuyện. Nghe không? Phân tích chỗ sai của Sister Kim. Alo. Dạ, chắc con xin phép đọc câu số 250. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: những ai đã đoạn tâm, dứt trừ tâm ganh tị, ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Giác xa chê tăng, xa mô chinh năng, mô lá khắc căng, xa mô hát tăng, xa về đi hòa hòa rắc tình hòa, xa mà thiền a hi gắt chà tí. Giác xa chê tăng, xa mô chinh năng, mô lá khắc căng, xa mô hát tăng, xa về đi hòa hòa rắc tình hòa, xa mà thiền a hi gắt chà tí. Giác xa chê tăng, càng sa mu chìm mù la khắc càng sa mu háp tăng sa về đi hòa hòa gắt tình hòa sa mà thình ani gắt cha ahi gắt cha ti. Dạ con xin hết. Theo con thì hồi nãy bạn Kim đã đọc cái chỗ đầu của câu 2, cái chữ đó là phải đọc mu, mà bạn Kim đọc là chữ mú. Dạ con xin hết. Alo, Sister Kim có chấp nhận cái chỗ sai của mình hay không? Khi Sister Man đã chỉnh mu lá khát chân, chữ sau đọc sa mu ha tăng thì chính xác, nhưng mà chữ trước mu lá khát chân nhiều lần đọc, và Sister Man cũng đã chát lên trong đạo tràng rồi, có thấy cái chỗ sai của mình hay không? Còn cái chỗ sai của Sister Man á, không phải là phần Pali mà phần tiếng Việt. Những ai đã đoạn tận, nhưng mà Sister Man đọc những ai đã đoạn tâm. À, Sister Man nhớ ha, đoạn tận khác ha, đoạn tâm là khác ha. Người mà không có tâm á, tức là tỷ can á. Tỷ can là coi như khi mà nghe rất kỹ mà ăn rau, ai ăn rau vô không thì ông này cũng ngạc nhiên, rau gì mà không có tâm. Ông hỏi rau vô tâm là rau gì, thì cái cô gái kia mới trả lời rau vô tâm tức là cái người mà không có cái tâm ở trong bụng đó. Tức là cái tim không còn nữa, gọi là rau vô tâm. Thì nghe
lời đắc kỷ trụ vương mới móc tim của chị Trang. Và cái cô gái này đi bán rau muống, rau muống thì nó rỗng ruột, cho nên gọi là ai mua rau vô tâm không thì trùng hợp với ông ta, và ông ta đã bị chết vì cái câu nói của cái người bán rau đó. Đắc kỷ họ Lào hả? Đây lao tâm một chút để thấy rằng chữ nào mình đọc sai, chữ nào mình đọc sai, chữ nào mình đọc đúng. Tại sao cứ thích những bông hoa, còn khi mà bị ăn chè, bị ăn cháo lương thì nổi khùng lên. Rồi ta thấy sư có nghe sư Tamen chỉnh sửa cho mình cái chỗ sai chưa? Câu số 2 chữ đầu. Còn Sick the Man thì trong phần tiếng Việt chữ cuối của cái câu đầu, tức là đoạn tâm chứ không có đoạn tâm ha. Rồi Sa Thú mời quý vị tiếp tục. Alo, người mới tới đó là Sick Niệm Từ, xin mời bàn tay Sick Niệm Từ. Trời ơi, còn trang điểm rồi nữa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Trước con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ cô Tuệ Duyên dạ, quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính chào đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn Sít Phạm Vượng, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, cảm ơn Sít Đào Men. Dạ, cảm ơn cô Tự Duyên đã cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 250 ạ. Yát xá trì tăng sa múc trì năng, mù la gắt chăng sa mù ha tăng, sa huệ đi hòa hòa rắc tình hòa, sa mà thìn a thi gắt cha ti. Yát xá trì tăng sa múc trì năng, mù la gắt chăng sa mù ha tăng, sa huệ đi hòa hòa rắc tình hòa, sa mà thìn a thi gắt cha ti. Yát xá trì tăng sa múc trì năng, mù la gắt chẳng sa mù ha tăng, sa huệ đi hòa hòa rắc tình hòa, sa mà thìn a thi gắt cha ti. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai đã đoạn tận, dứt trừ tâm ganh tị, ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Dạ, con đã... Con bản tiếng chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ. Yát xá trì tăng sa múc trì năng, mù la gắt chăng sa mù ha tăng, sa huệ đi hòa hòa rắc tình hòa, sa mà thìn a thi gắt cha ti. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Hãy mau cắt đứt gốc nhân, phải mau nhổ tiệt căn sân tị hiềm, người như vậy thật là hiền, ngày đêm mắt mẹ được an. Dạ, con đã trả bài xong. Dạ, con có sai xin ngài sửa lại giùm con. Dạ, con xin ghi lại cho đạo tràng để lên trả bài tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Mời Sích Duyên nha. Dạ, cô đọc trước đi cô, rồi con đọc sau ạ. Dạ, con xuống nha. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con xin đọc trước cô Nhật Quỳnh nha. Yát xá trì tăng sa múc trì năng,
Mula ha chăng sa mu ha tăng sa we ti wa wa ra thiên wa sa ma thiên a thi a hi gat cha ti yak sa je tăng sa mu chin năng mula ha chăng sa mu ha tăng sa we ti wa wa ra thiên wa sa ma Những ai đã đoạn tận, dứt trừ tâm ganh tị ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Hãy mau cắt đứt gốc nhân, phải mau nhổ tiệt căn sân tị hiềm. Người như vậy thật là hiền, ngày đêm mát mẻ chẳng phiền được ai. Của Hòa Thượng Thích Giới Đức Dịch. Dạ con có sai, xin sư sửa. Hồi nãy nghe sư nói là tối hôm qua chó sủa dữ quá sư mất ngủ, làm con nhớ con rời Việt Nam lúc 10 tuổi. Xong rồi cái lần đầu tiên con về Việt Nam á, cái tối gần Tết á sư, chó cũng sủa quá trời sủa, mà không biết lý do tại sao chó sủa dữ quá. Cái xong cái nhìn từ lầu nhìn xuống thì thấy hai người ăn trộm đang ráng mở con gà. Mà sáng dậy con hỏi gia đình thì sao mà tối hôm qua chó sủa dữ, thì họ nói là mùa này là mùa ăn trộm á sư. Có phải vậy không sư? Là người ta đi ăn trộm dữ quá cho nên chó nó hay sủa vào mùa này rất là nhiều. Cái đó con biết lúc con mới về Việt Nam thôi. Dạ con xin xuống mấy cái. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Ngài Dạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ kính chào quý chị Nhật Huỳnh, dạ quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ anh xin đọc bài Pháp Cú câu 250. Dắt xà chê tăng xá múc tăng, mù lá khắc chẳng xá mù hắc tăng, xá quê đi hòa hòa rắc tinh hòa, xá mà thình thí gắt chá tí. Dắt xê chê tăng xá múc trình nằng, mù lá khắp chẳng xá mù hắc tăng, xá quê đi hòa hòa rắc tình hòa, xá mà á thí gá chắc tí. Dạ con xin đọc bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Những ai đã đoạn tận, dứt trừ tâm ganh tị, ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Dạ. Con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Hãy mau cắt đứt gốc nhân, phải mau nhổ tiệt căn sân tị hiềm. Người như vậy thật là hiền, nghe mát mẻ chẳng phiền được an. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xà thủ xích phạm vượng ngàn. Dấu nghề ngàn bữa nay quá giỏi luôn rồi. Dạ em đù nên dục mình sợ. À, máy quý vị tự đâu là rung bị hỏng. Nên là nhục mình lật lật cầm mít. Dạ, à, chích đệm anh. Dạ, tri ân cô tụi nữ tệ duyên. Dạ bây giờ thì cô cầm mít được chưa cô? Nhục mình nghĩ chắc là sư có khách ở chùa dưới đất rồi. Nên sư không có lên tán thán phạm vượng đó. Chứ nếu không ngài ngồi trước máy là ngài đã tán thán phạm vượng rồi. Lâu rồi. Cái biểu là
Chị đừng kêu em nha, đừng kêu em. Nên lúc nãy ngài kêu là Nhật Quỳnh sợ quá, sợ kêu ngày mai ngày mốt Phạm Dưỡng trốn luôn, nên năn nỉ sư đừng kêu. Không ngờ Phạm Dưỡng này quá giỏi. Dạ. Dung Nguyễn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dung Nguyễn, cô tự nhiên có cầm mic được không? Dung Nguyễn ơi, nào nay mới thấy Dung Nguyễn vào đạo tràng, nghĩ cũng hơi lâu lâu rồi nha. Dạ không hả? Dạ không thì không sao. Dạ. À, Dung Nguyễn có cầm mic được không? Dung Nguyễn ơi, có trả bài không? Alo alo. Rồi. Thôi xạ thủ mà Dung Nguyễn nha. Dạ, con kính lãnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính lãnh lễ chư tôn đức Tăng và quý cô tu nữ đang hiện diện trong đạo tràng ạ. Dạ, con cảm ơn cô Tự Duyên, cô Phạm Vương, cô Nhật Quỳnh đã cho con biết tín hiệu ạ. Hôm nay con vô trễ chút xíu, cho nên là con đọc mà chắc nó cũng có phạm lỗi, nhưng mà do không có ngày ở trước máy cho nên con trả bài nha. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 250 ạ. Giá xá chề tằng xá mút trình đằng mù lá gác trần xá mù há tằng. Dạ. Xá quệ. Xá quệ đi qua qua rắc tìm qua xá mà tìm ác dít. Ác thì gắt xá tí, gắt xá chề tầng xá mút trình nặng mù lá gắt trần xá mù há tầng. Xa quê đi qua qua rất tìm qua xin xa mà thêm ác thích gắt chá tí. Gắt xá chề tầng xá mút trình nặng mù lá gắt trần gắt trần sao mù hát tàng. Sao quê đi qua qua rất tìm qua sa mà tìm ác tí gắt chá tí. Những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm ganh tị ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Giác xà chề tăng sa mút trình năng mù ra lắc mù lá gác trần xa mù hằng. Xa quê đi qua qua rất tìm qua xa mà thêm ác gác ác thi gác chá tí. Hãy mau cắt đứt gốc nhân, phải mau nhổ tiệt căn sân tị hiền. Người như vậy thật là hiền, ngày đêm mát mẻ chẳng phiền được an. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã trả bài xong rồi ạ. Con kính dân mít làm cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, kính cảm ơn Dung Nguyễn. Dạ, bắt Nhật Quỳnh bắt cóc hay quá ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, còn giờ Phố Biển đâu? Phố Biển có thể đưa cái bàn tay của mình lên được không? Hay là mắt tay Phố Biển ơi? Phố Biển có đưa bàn tay được không hay là mắt tay rồi? Rồi, vậy là Phố Biển mắt tay rồi. Dạ, con xin được trả bài pháp của kinh số 250. Dạ, bây giờ thì đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Sích Nhà Men. Dạ, cảm ơn cô Tự Duyên, cảm ơn Sích Duyên. Dạ, con xin trả bài. Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn. Dạ, 250. Giác sa chê tăng sa mút trình năng mù rắc khách chăng sa mù há tăng. Sa quê đi qua qua rắc tình qua sa mạ tình a thị gác cha tí. Giác sa chê tăng sa mút trình năng mù rắc khách chăng sa mù há tăng. Sa quê đi qua qua rắc tình qua sa mạ tình Atigachati. Ya sa chê tăng sa mút chinh năng mô ra khát chăng sa mù ha tăng. Sa quê đi qua qua ra tình qua sa ma thình Atigachati. Những ai đã đoạn tận
trừ tâm ganh tị, ban ngày lẫn ban đêm tâm hoặc được tịnh lạc. Và đây là bản kiện ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Yat sa che tăng sa mút chinh năng mù la khát chăng sa mù hát tăng sa quê đi qua qua rát tình qua sa mà tình tha thi gát chất tí. Ya sa che tăng sa mút chinh năng mù la khát chăng sa mù hát tăng sa quê đi qua qua rát tình qua sa mà tình a thi gát chất tí. Hãy mau gốc nhân, hãy mau nhậu tiệc, sai rồi, phải mau nhậu tiệc căn sân tị hiềm, người như vậy thật là hiền, ngày đêm mát mẻ chẳng phiền được an. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ cảm ơn chính đa man. Dạ hôm nay Nhật Quỳnh bớt được nhiều lắm rồi. Dạ cha con thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có sai chỗ nào Ngài chỉ dạy lại cho con, không chắc ăn đâu, xích đàm anh ơi. À, sư Nhật Quỳnh có một cái cảm nhận về sư mà sư đại Nhật Quỳnh, nhưng mà Nhật Quỳnh vẫn giữ ý của sư, không biết đạo tràng có đồng ý không. Nhật Quỳnh nói tai của Ngài là rất tinh vi, chứ không phải là thính nè, mà phải là rất tinh vi. Nên chỉ cần mình đọc sai một tí xíu là Ngài đã biết rồi, nhưng mà nhờ tai Ngài tinh vi như vậy đó thì mình sẽ chú tâm hơn. Như Nhật Quỳnh đó, sẽ khi mình đọc bài mình rất là chú tâm vô, tại vì Bali không dễ dàng đâu, chỉ cần mình quan tâm một chút xíu thôi là mình đọc sai liền. Dạ, nên nhờ Ngài, cái tai của Ngài tinh vi nên mình cẩn thận, mình phải cẩn thận. Dạ. Mình phải cẩn thận nha. Còn như ở room Pháp Cú Kinh Truyền Đài, Đại Đức Pháp Tính nói sao không? Ở cái room này học đọc có 2 ly rưỡi à, không có học 3 ly, mà học có 2 ly rưỡi à. Tại vì thật sự không có vị nào có thể ngồi nghe mình đọc. Mà quý ngài chỉ đến giờ quý ngài giảng rồi là xong. Còn mình trả bài thì mình ôm bài thì tự mình ôm, Phật tử ôm với nhau. Nên ra có khi mình đọc sai, mình không biết mình đọc sai. Mình tỉnh rồi cũng. Dạ, bây giờ thì con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng ạ. À. À, Ngài có trở lại đạo tràng chưa? Ngài cho con một tín hiệu ạ. À. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài. Dạ, rồi nãy giờ con nói lén Ngài, Ngài nghe hết rồi. Con kính nhân bích đến Ngài ạ. À. Alo, 123, 123, lỗ tai nghe thì thính chứ sao mà gọi là tinh vi hả? Nghe thính tức là nghe rõ ràng, chứ ai nói lỗ tai tinh vi làm như đồ điện tử, hoặc là càng văn minh bao nhiêu thì càng hiện đại bao nhiêu, tinh vi hơn, chứ ai nói lỗ tai tinh vi, kỳ quá, chắc là có gắn cái gì này ha, gọi là tinh vi hả? Ở tai thì thính, tức là nghe rõ là tốt rồi. Trong cái nghe rõ thì có chiếc Christina nói gì ăn trộm à, cái này trùng hợp với ngày Lưu Tông đó. Tức là chúng ta vô room này phải biết móc túi, phải biết ăn trộm. Nhờ có móc túi như vậy đó, chúng ta mới có hành trang tư lương. À, quý vị cũng cố gắng đi, cho một ngày nào đó chỉ lỗi vô thường đến thì đâu ai sống mãi, trước sau cũng phải chết thôi. Người ta có những cái gì hay hơn mình chút là mình phải biết móc túi để dành cho chính mình. Nói nhỏ phía sau mà nghe hết. Đó cái đó là thính tai chứ không phải là tinh vi. Thính tai. Hôm nay sĩ ca Phạm Vượng cũng thành công. Đọc từ từ, đừng đọc nhanh quá. Từ từ sẽ rõ ràng hơn. Chứ còn nếu mà đọc nhanh quá bị vấp chữ. Rồi sa thú hôm nay quý vị tuyệt vời. Nên là ngồi nghe mà thấy quý vị thấy tiến bộ nhiều. Thấy xuất hiện nhiều quá quý vị ngại.
lâu lâu phải để quý vị chú nha. Mùng 8 tháng 3 chỉ có một ngày một quý vị vô thì là ngày mùng 8 tháng 3 đều đều à ha. Chứ mạnh tay đưa tay lên là đưa tay lên nhưng mà cái nào theo cái đó, chứ không phải đưa tay lên nhiều, đưa tay lên rồi nó nhiều như là chiếc kim. Cái kim nói nhiều rồi người ta mới sáng tác một bản nhạc nữa. Hồi nãy thích là mang con đưa lên nó thấy không, nó ít ít á, người ta không có chú ý tới. Con nói nhiều quá người ta nói thế này thế kia. Thôi bây giờ 6:11 rồi. Bây giờ chúng ta qua phần kệ, thì kệ nó cũng dễ quá mà, bốn từ. Thì một câu 8 từ chia làm 4 thì phần kệ rất là dễ. Phần kinh thì quý vị thấy cũng tương đối ha, 8 từ đọc nó cũng dễ. Chúng tôi đọc một hơi, nhưng mà thật sự ra quý vị muốn cho nó rõ ràng thì đọc chia làm 2 ha. Yassa che tang samuchin nang mu lakhat chang sap mu hat tang. Hai câu quý vị dừng. Tại vì nó dễ như vậy cho nên chúng tôi mới kéo liền một lần là 4 câu để cho quý vị rối. Nhưng mà quý vị cứ bình tĩnh, đọc hai câu thôi. Đọc gì đọc chứ. Mình cứ theo cái ý của mình. Mình thấy rằng câu số 2 là trường âm thì chúng ta có quyền nghĩ cuối câu số 2. Và như vậy thì cái câu rất là dễ. Còn cuối câu số 2 mà nó là đoạn âm, đó là một vấn đề. Mà chúng ta thấy cuối câu số 2 là trường âm thì rất là sung sướng. Đây là một câu dễ đọc. Quý vị cứ nghĩ vậy đi. Cứ bình thường đi, chứ đừng có quan trọng nghĩ rằng cái câu này khó. Khó là đưa đọc lần 4 câu. Đọc hết bài thì cũng khó. Nhưng mà đọc hết bài thì quý vị phải quen mặt chữ. Còn quý vị chưa quen mặt chữ thì cái đọc hai câu, chúng ta nhiều khi đọc cũng phải liếu lưỡi chứ đâu phải là cái tiếng này tiếng Việt Nam đâu. Hay tiếng Việt Nam mà thấy chiếc The Man còn đọc bị nhầm nữa ha. Rồi bây giờ ôn lại đi vào dân sự ha. Cái này thì về kệ thì quá dễ rồi. Bữa này sù cái phần kệ đi. Yassa che tang samuchin nang mu lakkha chang sammu ha tang sa ve di wa wa rat tin wa samma thin athi gap jati. Yassa che tang samuchin nang mu lakkha chang sammu ha tang sa ve di wa wa rat tin wa samma thin athi gap jati. Yassa che tang samuchin nang mu lakkha chang sammu ha tang sa ve di wa wa rat tin wa samma thin athi gap jati. Đó là cái cách đọc mà quý vị đã quen mặt chữ. Còn nếu mà chưa quen mặt chữ thì chia làm hai. Yassa che tang samuchin nang mu lakkha chang sammu ha tang sao về đi qua qua rắc tiền qua sắp mà thình á thi gác cho ti. Giá sá chê tăng sá mú chinh năng mù lắc hát chăng sá mù há tăng. Sao về đi qua qua rắc tiền qua sắp mà thình á thi gác cho ti. Như vậy thì cách đọc thứ hai quý vị thấy dễ đọc hơn ha. Cố gắng lên, quý vị làm được mà. Nãy giờ quý vị cũng đã thể hiện rất là tốt. Cố gắng, bởi vì sự cố gắng đưa chúng ta đến nơi thành công. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua trở ngại. Rồi bây giờ quý vị nghe duyên sự ha. Rồi còn những giây phút chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 249-250 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một vị kỳ khưu có tên là Tích Xá. Cái tên Tích Xá này chúng ta thường gặp trong các câu Phật ngôn ha.
Thích Sa. Thích Sa, một vị hoàng tộc dòng Sắc Giá cũng đi tu có tên là Thích Sa. Rồi cái vị mà khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn á, thì cái vị này cũng có tên là Thích Sa, không than khóc, kiếm một cái nơi vắng vẻ để mà lo tu tập. Rồi bây giờ nói về cái vị Thích Sa, cái vị này có vấn đề gì đây? Người ta hay đồn đãi rằng có một vị sư trẻ thường hay chê sự cúng dường bố thí của trấn giả có cô độc của bà Visakha, chê luôn sự bố thí của 500 triệu thánh tinh văn, cho đến cái cuộc mà vô song thí của đức vua Vasenadi thì cái vị tỳ khưu này cũng chê tuốt luôn. Khi mà vào trong phước xá, nếu mà được vật thực nguội thì vị đó chê là quá nguội, được vật thực nóng thì chê là nóng quá. Thí chủ mà đặt bát ít thì vị quở rằng sao lại đặt bát ít thế này. Còn nếu mà dân nhiều thì nói có lẽ trong nhà này không còn chỗ cất giữ vật thực nữa hay sao, nên họ không biết cúng dường và vừa phải như thế nào để vị tỳ khưu này. Dân nhiều thì cháo cơm thế này thế kia phí phạm, vì này coi như không có ai mà được lọt mắt của vị này một cái tiếng khen nào hết. Nhưng mà khi nói về thân bằng quyến thuộc của mình thì vị sư này đối giọng khen ngợi, tức là tự tán chúng ta: ô, nhà của quyến thuộc chúng tôi giống như là một cái quán nước, tha hồ khách tăng từ bốn phương tự đến, muốn uống muốn thế nào cũng được hết. Nhưng mà thật sự thì vị trí sư trẻ này vốn là con của một người gác ở cổng thành, nhân một chuyến đi chung với người thợ mộc phi du khắp nơi, rồi đến thành Xá Vệ xin đi xuất gia. Khi mà các vị tỳ khưu thấy vị sư trẻ này cứ chê sự bố thí cúng dường của người khác thì nghĩ rằng chúng ta hãy tìm hiểu về sự thật ông sư này. Rồi các vị khách tăng hỏi vị đó: này hiền giả, quyến thuộc của hiền giả ở đâu? Ồ, quyến thuộc của tôi ha, ở làng đó, nơi trú xứ đó. Các vị sư trẻ đi đến dò hỏi: các vị đến cái làng đó được thôn dân cung kính mời vào ngồi trong ký túc xá, giờ họ cúng dường vật thực xong, các vị mới hỏi rằng có một vị sư trẻ tên là Thích Sa gốc ở làng này đi xuất gia, vậy thì ở đây ai là thân nhân của vị đó? Những người dân mới nghĩ rằng làng này không có ai là con nhà vọng tộc đi xuất gia cả, vì sao mà các vị này lại hỏi như thế? Họ mới bạch rằng: bạch ngài, chúng tôi nghe có một cậu con trai của người giữ cổng thành, sau khi phiêu lưu cùng với nhóm thợ mộc đã đi xuất gia rồi, có lẽ là ngài hỏi về vị đó phải chăng? Các vị tỳ khưu mới biết được cái vị sư trẻ Thích Sa này không có quyến thuộc giàu sang thế lực gì ở đó, nên trở lại thành sau quá thi thuộc lại với tăng chúng rằng: bạch các ngài, tỳ khưu Thích Sa không nói sự thật, đã bày chuyện vô cớ, nói nhảm nhí mà thôi. Chư tăng mới mang câu chuyện này trình lên Đức Phật. Đức Thế Tôn phán rằng: này chư tỳ khưu, chẳng phải bây giờ Thích Sa mới khoe khoang khoác lác đâu, thời xưa cũng từng làm như vậy. Đức Phật mới nói lên một câu kệ ngôn nói về quá khứ của tỳ khưu Thích Sa: khoe khoang khoác lác lung tung, đã qua xứ lạ lại lùng mà lo. Khoe khoang khoác lác lung tung, đã qua xứ lạ ai lùng mà lo, hại thay bị kẻ theo dò. Các ta cá hát ăn no đi nằm. Tức là nếu mà vị tỳ khưu nào cảm thấy hổ thẹn vì được người dân cúng ít hoặc nhiều,
hoặc là thanh quý, hoặc không được cúng cúng dường sau khi mình đã dâng phần của mình cho người khác, thì nên thiền định hoặc là hành về minh sát hay là đạo quả, chắc chắn rằng sẽ không phát sinh đến những cái vị đó. Và Đức Phật Ngài tuyên thuyết luôn hai câu Phật ngôn: do tín tâm hy tâm là người mới bố thí, kẻ sẽ lòng đố kỵ, vật thực cúng đến người ngày đêm không an tịnh. Những ai đã đoàn tận dứt trừ tâm canh tị ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Và khi hai câu Phật ngôn này chấm dứt thì nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hoàn. Do sự này cho chúng ta thấy rằng ai ngờ si trẻ gốc nhà quê lại giả làm sang, cứ nhúng trề thọ ít tham phiền, dân quá ít, dân nhiều trách móc thọ nhiều ghê. Bày điều quyến thuộc ta giàu có, đặt dựng anh em tớ bụng bề, rốt cuộc để loài gương mặt móc, chê người sao khỏi bị người chê. Dân sự Tô Phật Ngôn 249-250 chúng ta đã trình bày xong. Trong dân sự này thì chúng ta thấy rằng hãy tự biết mình tốt hơn, còn chuyện người ta khen chê chẳng qua là cái hình thức để rồi chính mình chịu khổ thôi. Thì với dân sự này nó lên về thì khô tích xa, bản thân của mình chẳng có ra gì mà lại lên giọng chê bai người này chê bai người kia, ít nhiều vật thực là ngon dở rồi cái tùm lum tà la. Chính cái đó là cái mà không tự biết mình. Trong sự tu tập thì chúng ta nên hạ mình khiêm tốn. Khi mà chúng ta hạ mình khiêm tốn thì chúng ta mới học hỏi được. Còn chúng ta cứ đưa cái ngã của mình lên thì bảo đảm trước sau cũng té. Với người mà chú trọng về cái ngã thì chắc chắn là họ không thấy được sự thật, không thấy được thực tính của pháp. Khi mình nói, ai nói? Tôi nói, có chỉ tôi trong đó là thấy thất bại rồi ha. Là chẳng qua là cái tứ đại, chẳng qua là cái ngũ uẩn này. Cái gì hay, cái gì đẹp là tôi, còn cái gì xấu, cái gì mà dở là người khác, bán cái. Chính vì vậy cho nên câu Phật ngôn này là một bài học để cho chúng ta thấy sự thật bao giờ nó cũng được sự thật. Mình có hay, có giỏi, rồi mình có thế nào đấy nữa, trước sau cũng chết thôi. Và khi nghĩ trước sau cũng chết thì mình không chết già, cũng chết trẻ. Đó là một quy luật. Vậy thì hơn thua ở đời để làm cái gì? Quý vị suy nghĩ coi. Bây giờ hùng hổ, lớn tiếng, ta đây. Nhưng mà rồi có ai sống đời hoài? Đức Phật Ngài cũng nằm trong cái quy luật vô thường. Mặc dù cái quyền năng của Ngài có thể kéo dài hết cả cái tuổi thọ này, Ngài sử dụng tứ thần túc. Nhưng mà nếu mà sử dụng tứ thần túc thì chắc chắn là chúng ta chẳng có tu được cái gì hết. Bởi vì khi Ngài còn đại thế thì người ta họ chú trọng về Ngài, và những cái sự thật đó nó sẽ không tồn tại. Bởi vì Ngài mà còn sử dụng tứ thần túc thì người ta coi Ngài như là một đấng thần linh, một cái vị mà ban ơn cứu khổ. Ngài phải sống theo pháp, tức là phải bị vô thường, khổ đau rồi vô ngã chi phối, thì như vậy mới đúng cái thực tính của pháp đến và đi. Rồi, có Phật ngôn 249-250. Quý vị có ý kiến thế nào? Xin mời bàn tay của quý vị. Alo, còn 5 phút nữa.
chúng tôi mà nói hết 5 phút thì nó độc tài, có ý kiến không cho nói. Quý vị phải thể hiện cái bản lĩnh của mình khi hiểu về câu Phật ngôn này như thế nào. Đức Phật thì đề cập đến vị tỳ khưu Thích Xa, còn chúng ta không phải là vị tỳ khưu này, cho nên tứ thần túc là gì hả? Tứ thần túc ít thứ ba đa là bốn loại thần mà có thể dùng dục cần tâm thấm mà. Dục cần tâm thấm phải không, hay là tứ tính cần? Tứ thần túc là cái gì bà con ơi? Đó là những cái thần thông mà mình có thể chế ngự theo cái ý muốn của mình. Tứ là bốn, thần là thần thông, túc là đầy đủ, bốn loại thần thông đầy đủ. Ít thứ ba đã, ba đã là cái chân thì cái này tao hỏi ngài Lỗ Tông đi, chứ bây giờ nó để đây lật ra cái chi pháp hàng đó là tứ thần túc là cái gì, nó dài dòng lắm. Gặp ngài Lưu Tông hỏi chắc ăn ha. Nhưng mà ở đây cái dụng ý của con Phật ngôn này không nên chê bai người khác, không nên tự tán hủy tha, khen mình chê người. Khi mà khen mình chê người nó lòi ra sự thật mình chẳng là cái gì hết. Và khi đó thấy quê độ hoa. Rồi, còn 3 phút nữa. Quý vị có ý kiến gì không? Rồi, xin Nhật Quỳnh, xin mời. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, còn một lần nữa thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, mượn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thấy sư kêu hoài thì con nên con nói cái ý của con trong cái câu pháp cú ngày hôm nay. Dạ, qua cái duyên sự mà sư đã nói thì con nghĩ một điều, ở trên thế gian này con thường thấy, con thường thấy những người mà hiểu sâu rộng về giáo pháp của Đức Phật thì người ta ít có nói năng gì lắm. Dạ, cũng chẳng có chê bai ai. Cũng chẳng dỗ ngực xưng tên mình giỏi. Còn con thấy hiện tại bây giờ đó, dạ, hiện tại bây giờ ở trong nước Việt Nam mình, con mỗi khi con mở tút lên, con định đi kiếm những bài pháp con nghe thôi, thì nó ập tới con rất là nhiều điều. Và vị này chửi vị kia, mà là toàn là những vị tu, dạ, những vị tu rồi chửi nhau, nói nặng nói nhẹ, nói này nói kia. Thì đôi lúc khi con nghe vậy, con thấy vậy là con tắt liền, con không coi đâu. Nhưng mà bản tánh tò mò của mình nó vẫn còn tiềm ẩn, thì con cũng có nghe chút đỉnh. Thì mà con nghe được chửi nhau về cái cách tu tập thì tự lòng con hiểu rằng những vị này không có tu gì hết nha. Những vị này không có tu gì hết á. Tại vì nếu mà theo Đức Phật dạy, Đức Phật đâu có ai chửi Đức Phật đi nữa. Ai có nói Đức Phật thế này thế kia, Đức Phật không hề, và chư Thánh Tăng cũng không hề trả lời tu như gì, tu như kia hết. Mà mình tu thì mình được hưởng thôi mà. Ai tu thì được hưởng, chỉ có những người mong đồ chúng cho nhiều rồi mới nói cái vị đó nói sai, nói đúng, tu sai tu đúng, như là đại khái vậy. Thì con thấy một điều là hãy thùng rỗng để kêu to nha. Hãy con gặp mà thùng rỗng thì con biết là ai mà kêu to là biết là thùng rỗng. Còn nếu ai mà tu chân thật theo Đức Phật thì chắc là không có chê ai, và cũng không cãi ai. Ai có nói mình gì đi nữa thì cũng không cãi để làm gì. Dạ, con ý con trong cái bài học này mấy hôm nay con nghe rất là nhiều. Ví dụ ngoài đời thôi nha,
Dạ con thấy lỗ 1 phút rồi, nhưng mà cho con nói hết ý để chịu về đời thì như ông MC Nguyễn Ngọc Ngạn phát biểu gì đó mà thiên hạ quá trời chữ luôn, thì con thấy cũng ngộ thiệt, nên nên thấy rõ ràng mình ở sao cho vừa lòng người. Mà có người còn chắc lên nói là cái gì làm MC 55 năm rồi mà giờ giải mấy phút gì đó đại khái vậy, nên là con thấy đúng là thùng rỗng kêu to. Dạ con kính dâng mít đến ngài để ngài kết thúc buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sao thủ sự nghiệp vượt sự thật là như vậy, bởi vì biết thì chưa tốt, không biết địa cục mà nghe mình phải tự biết mình là ai, không phải là nhìn ở kẻ khác mà mình nhìn lại trên 8 cái điều mà Đức Phật cho chúng ta biết, đó là cái nguyên nhân để biết đó là sự thật. 8 điều để xác định đó là sự thật, đó là chân lý. Thì bây giờ người ta nói gì kệ người ta, ở trên mạng đã gọi là xã hội thì cái chuyện nó vô tư, ai có cái giỏi cái hay thì được một cái số người họ theo đông họ, rồi mình nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng để làm gì đối với nhà Phật. Cho nên ngài Tổ Tông nói hãy vào cái room này để mình đi ổn mất túi mới bị giảng sư đó. Hồi nãy cái chuyên đã nói rồi, chúng ta không phải là ăn trộm bên ngoài, mà chúng ta ăn trộm ở đây tức là móc túi những cái hay cái đẹp của những người khác, của những cái vị mà coi như là giỏi trong cuộc sống sanh tử luân hồi. Chúng ta là những kẻ tù tội, những người coi như tử tù bị rượt đuổi bởi con chuột trắng và con chuột đen, tức là ngày và đêm, rồi bởi con chó trắng và con chó đen, tức là nó rượt theo nghiệp, rượt theo cái thiện và cái ác của chúng ta, nó xua đuổi chúng ta đi từ thế giới này qua thế giới khác trong cái vòng sanh tử. Vậy thì chúng ta phải là ăn trộm những cái hay cái đẹp để làm của, để làm hành trang, làm tư lương để mình chạy cho nhanh. Rồi như vậy thì buổi sinh hoạt của chúng ta bị lố 3 phút không sao, khó móc được túi của sư trời ơi, cất kỹ mà sao móc được, đâu phải dễ móc đâu, đâu có thùng giống xe to đâu, mình phải biết mình dở thì mình phải thủ chứ, chứ người nào móc hết là còn gì nữa mà sống. Rồi thôi, đây là một cái câu Phật ngôn để cho chúng ta thấy trong sinh tu tập đừng có nên tự tán hủy tha. Một cái câu ngắn gọn, đừng có nên tự tán hủy tha, tức là ngồi trong thúng mà tự mình bưng lên. Ai mà ngồi trong thúng bưng lên được á thì người đó là giỏi, còn mà ngồi trong thúng mà bưng lên không nổi á, thì học thuộc câu Phật ngôn này ha. Những ai đã đoạn tận giống như đoạn tâm ngao Sister Man, những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm ganh tị ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Chúng ta sanh tử luân hồi, chúng ta bị trầm luân là do cái sự ganh tị này, và chính cái sự ganh tị nó dẫn chúng ta đi từ khổ cảnh này đến chỗ khổ cảnh khác. Người mà muốn chứng đắc thánh quả thì người đó trong đạo Phật phải biết nhàm chán ly tham. Và khi nhàm chán ly tham thì cái tâm ganh tị này nó gạt vào một bên. Đó là một cái pháp môn để cho chúng ta thấy rằng trong sự tu tập không nên ngồi trong phúng mà bưng lên ha. Rồi với câu Phật ngôn 249, 250 là những kim chỉ nam để cho cuộc sống của chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quân chúng tôi làm để được thành quả rồi hộ trì chúng sanh.
Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, sinh qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn tín chúng. Hồi trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa cha quá chê nà sô tư vô hô tu sa phạ đà. Do lời chân thật này kính dân và cước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Và buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Mời chị Hồng Nhật với một bài kinh và chạy gì đó chúng ta giải tán trong sự ôn hòa. Còn thời Thế Tôn ngự tại hỷ thiên, tịnh xá khất cô đồng gần thành xá về.